cũng trong trận chiến với Hà Tinh Quân đó, mặc dù sức mạnh của anh ở Market Firm là không phải bàn cãi, nhưng trong thế giới với những Tinh Quân đã lột xác, hình dạng này gần như vô dụng với chúng. Bật chiếc càng của Gartek để anh chuyển dạng thành hình dạng thứ hai mà mọi Rider đều có. Rider Form, hai phần sừng ở bên vai của anh hợp lại trên phần đầu tạo thành chiếc càng của Gartek. Hai phần súng Vulcan của anh được tách bỏ phần giáp để lộ hai cặp càng của Gartek ở hai phần bên vai. Nó sẽ là vũ khí chính của anh trong hình dạng này. Tạo hình của Gartek với những viền vàng trên phần ngực của nấy tạo chúng ta một điểm nhấn khi nhìn nó giống như những lớp phủ của loài côn trùng, chi tiết và sắc nét. Cặp sừng song kiếm được vác trên hai vai tạo điểm nhấn cực kỳ lớn cho firm của Gartek. Cũng như là Market Firm, Rider Firm của Gartek có chỉ số tốt hơn tất cả những Rider ở hình dạng Rider Firm của họ. Thậm chí nó tốt tới mức đá luôn cả chén cơm của Color Sorcerer, khiến anh mất luôn công việc kiếm tiền của bản thân, cũng như nhận ra được thân phận của bản thân mình. Đó là câu chuyện của Sorcerer. Sau khi cast up, anh ấy có được Rider Form và cũng mang trong mình khả năng của tất cả những Rider khác tại thế giới này. Clock up, khả năng này mình đã bàn tới quá nhiều. Nó đơn giản là khả năng gia tốc bắt kịp được tốc độ của những sinh vật Worm ở đây. Ở trạng thái cơ bản, Gartek sẽ có một đòn finish mang tên Rider Kick giống với Kabuto. Thay vì nhấn vào ba chiếc chân Zester, anh ấy sẽ nhấn vào bộ phận trên thân của nó, chiếc nút vàng, nhấn vào tiếng vọng 1-2-3. Anh ấy sẽ thực hiện đòn Rider Kick. Đòn này cũng sẽ tập trung nguồn năng lượng từ sừng của Gartek chuyển vào đôi chân. Thay vì ra đòn tấn công phản đòn như Kabuto, anh ấy sẽ lao tới kẻ thù, nhảy lên không trung và ra một cú đá giống như cách kẹp của lò bò mà anh ấy đại diện. Kabuto có khả năng chuyển hóa vũ khí sau khi chuyển hóa thành dạng Rider Form. Gartek cũng tương tự như vậy. Hai khẩu Vulcan sẽ chuyển hóa thành một cặp song kiếm dạng giống như chiếc lưỡi liềm mang tên Gartek Double Caliber. Với tông màu của hai mẫu này tương tự như nhau, chỉ khác phần viền, một mẫu màu bạc, một mẫu còn lại màu vàng. Chúng là vũ khí đặc biệt do Z chế tạo dành cho hình dạng Rider Form của Gartek. Loại vũ khí này có khả năng chém kẻ thù, được chế tạo từ chất liệu vô cùng cứng cáp. Nó khả năng dùng để đỡ đạn. Cả hai phần kiếm có tên gọi khác biệt nhau. Thanh gươm màu vàng mang tên Flux Calibur, cũng như thanh màu bạc mang tên Minus Calibur. Hai thanh này chỉ khác màu nhau mà thôi. Trong series của Corozio, lần Gartek trở lại, anh ấy còn khả năng sạc năng lượng vào cặp song kiếm này và giải phóng nguồn năng lượng về phía kẻ thù, giống như một miếng chém năng lượng. Kết hợp hai vũ khí này tạo thành một chiếc kéo khổng lồ, giống với hình dạng của một chiếc càng kẹp. Đòn tất sát đó mang tên Rider Cutting, truyền nguồn năng lượng thay vì vào đôi chân, nó sẽ truyền nguồn năng lượng đó vào chiếc càng kẹp vào kẻ thù, hất chúng lên không. Nguồn năng lượng cũng như sức kẹp này sẽ dán vào kẻ thù cho đến khi chúng phát nổ.